Hello anh em, đây là Acer Aspire 3, một con laptop văn phòng giá rẻ khoảng tầm 10 triệu thôi, rất rẻ đúng không? Và mình tin chắc là rất nhiều anh em xem video này sẽ có một cái mindset đó là với những con laptop văn phòng mà nó rẻ quá thì thường sẽ không ngon, off-air rồi là cấu hình yếu rồi là xài không được bền các thứ. Tuy nhiên thì các hãng sản xuất laptop bây giờ họ cũng đang rất chăm chút cho những dòng laptop văn phòng có giá thấp. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review và đánh giá chi tiết cho anh em Acer Aspire 3 A315 để xem là trong phân khúc 10 triệu thì đây có phải là một con máy xứng đáng được lựa chọn hay không nhé. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phòng Vũ Official, mình là vợ kinh tế. Về phần thiết kế thì cũng như các hãng khác thì trong cái phân khúc này Acer họ hoàn thiện con laptop này bằng chất liệu là nhựa. Và nhựa này nó được phủ một cái lớp sơn bạc. Mình đánh giá là cái lớp sơn bạc này nó rất là bóng loáng và đặc biệt là nó sẽ không bám mồ hôi và dấu vân tay, các bạn có thể cầm nắm thoải mái mà không lo bị dơ. Máy thì trông rất là phẳng, các góc cạnh thì được cắt vát ra vuông vức này và đặc biệt là được gia công rất là tốt. Tuy nhiên vì là chất liệu nhựa thế nên là nếu như anh em mình nhấn mạnh vào cái phần bàn phím hay là cái phần mặt lưng thì nó vẫn sẽ có cảm giác là hơi lõm nhẹ một chút xíu, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng đến phần trải nghiệm và độ bền. Bản thân mình thì ngay lúc đầu mới nhìn vào thì mình thấy là con máy này nó rất là đẹp. Và nếu như mà không nhìn kỹ thì mình cũng không biết nó là con máy giá rẻ đến vậy đâu. Và mặc dù là sở hữu một cái kích thước lớn cùng với bàn phím full size, nhưng mà tổng thể con máy này nó cũng không quá to và nặng đâu. Nó chỉ dày là 1,99cm cũng như là nặng 1,7kg, tức là ở mức trung bình mà thôi. Về phần cấu hình thì máy sẽ được trang bị con chip là Core i3-1215U tiết kiệm điện với 6 nhân và 8 luồng, cũng như là xung nhịp tối đa lên đến 4.4GHz. Và cộng với đó nữa chúng ta sẽ có là 8GB DDR4 mở rộng tối đa lên đến 32GB và đi kèm 512GB SSD chuẩn M2 NVMe. Và trong cái tầm giá 10 triệu thực ra đây không phải là một cấu hình yếu đâu anh em nhé, nó vẫn đáp ứng đầy đủ những cái tác vụ văn phòng hàng ngày của chúng ta. Và ở đây thì mình đo thử với Cinebench R23 thì máy cho ra khoảng tầm là 1.400 điểm đơn nhân và đâu đó khoảng tầm là gần 6.000 điểm đa nhân, cũng không hề tệ một chút nào cả. Thực ra thì điểm số chỉ để tham khảo mà thôi. Mình làm việc hàng ngày với các tác vụ như là Google Sheet này, Google Doc, Word, Excel thì máy vẫn chạy rất là mượt. Còn đối với các tác vụ nâng cao hơn một chút xíu như là với Photoshop này thì máy vẫn xử lý tốt với những cái file mà nó ít layer, nó không có quá nhiều hiệu ứng phức tạp. Mình nghĩ là những bạn nào đang là học sinh sinh viên thì các bạn học về những ngành như là kế toán, tài chính, doanh nghiệp, những ngành về xã hội thì đây sẽ là một con máy phù hợp. Còn những bạn nào mà học thiên về mặt kỹ thuật, học về media, về code thì anh em nên lựa chọn những con laptop cấu hình cao hơn. Nói như thế không có nghĩa đây là con máy có cấu hình yếu, nhưng mà trong tầm giá 10 triệu thì đây là một mức cấu hình rất phù hợp và nó đáp ứng đầy đủ những cái tác vụ văn phòng phổ biến hàng ngày của chúng ta. Về phần màn hình thì trong tầm giá này anh em sẽ có một cái tấm nền LCD 15.6 inch Full HD với chất lượng hiển thị là ở mức khá. Cá nhân mình trải nghiệm khi mình xem video thì mình thấy là con màn này nó sẽ hơi ám xanh nhẹ một chút xíu thôi. Các gam màu sáng thì nó không được đẩy lên quá cao và giải màu cũng như là độ tương phản nó sẽ ở mức trung bình. Tất nhiên là ở cái phân khúc này anh em không thể nào đòi hỏi những cái tấm nền chất lượng cực cao rồi đúng không? Nhưng mà cái màn này nó không quá tệ đâu, mình chắc chắn luôn, và với những nhu cầu giải trí hàng ngày thì con màn này nó vẫn đáp ứng tốt. Về phần bàn phím và touchpad thì Acer Aspire 3 A315 sẽ sở hữu bàn phím là full size với bàn phím số phụ. Các phần keycap thì được làm bằng phần nhựa cứng nhưng mà nó sẽ hơi sần sùi nhẹ một chút xíu. Mình cảm giác là nó không được mịn cho lắm. Độ nảy và hành trình phím ở mức khá thôi. Touchpad nhạy nhưng nếu như anh em nào mà thường xuyên ra mồ hôi tay thì khi vuốt nó sẽ hơi rít nhẹ một tí xíu nhá. Với một viên pin dung lượng là 40Wh thì nó không phải là quá cao và tất nhiên con máy này thì nó cũng không có chuẩn Evo của Intel luôn. Mình có thể on-screen liên tục được khoảng tầm 2 tiếng rưỡi đến khoảng tầm gần 3 tiếng. Tuy nhiên khi mà dung lượng pin xuống thấp dưới 20% thì cái hiệu năng của máy giảm khá là nhiều. Vậy nên là mình khuyên anh em nếu như mà làm việc liên tục trong thời gian dài thì anh em nên cắm sạc nhá. Ngoài ra thì máy cũng sẽ hỗ trợ camera HD này, có 3 cổng USB-A, 1 cổng HDMI và có cả cổng mạng LAN cho anh em nào xài mạng dây, không có cổng Type-C anh em nhé. Tổng quát lại thì mình đánh giá là trong phân khúc giá khoảng tầm 10 triệu đổ xuống thì đây là một con laptop văn phòng giá rẻ khá là đáng để sở hữu. Chúng ta sẽ có là một cái cấu hình tốt này, bàn phím to cũng như full size và chúng ta có một cái màn hình rất rộng 15.6 inch. Còn đối với anh em thì sao, anh em đánh giá thế nào về Acer Aspire 3 A315? Anh em nghĩ là trong phân khúc khoảng tầm 10 triệu con này có đáng mua hay không? Thì anh em hãy cùng comment ý kiến bên dưới video ngày hôm nay nhé. Hiện tại chiếc máy này đang được bán tại Phong Vũ với giá đâu đó khoảng tầm là 10.090.000 đồng. Tuy nhiên nếu như các bạn chịu khó săn sale với những ngày sale ấy thì giá con này có thể giảm xuống đâu đó khoảng tầm là hơn 9 củ mà thôi. Anh em quan tâm có thể truy cập vào website phongvu.vn. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye.